Chào mừng bạn đến với video hướng dẫn sử dụng phần mềm SoundMy Braille do Trung tâm về người mù SoundMy thực hiện. Phần 5. Tùy chọn. Để mở hộp thoại tùy chọn SMB, mở menu công cụ, chọn tùy chọn. Hộp thoại này được chia thành 5 phần, gồm tùy chọn chung, kiểu bảng, kiểu phông, kiểu chữ và kiểu ngôn ngữ. Bạn có thể nhấp chuột trực tiếp dùng phím tắt để di chuyển đến các phần này. Ví dụ, nhấn Alt+H để đến phần tùy chọn chung. Alt+B đến kiểu bảng. Alt+P đến kiểu phông. Alt+C đến kiểu chữ. Alt+N đến kiểu ngôn ngữ. Và nhấn Tab hoặc Shift Tab để di chuyển tới lui giữa các mục trong từng phần. Khi chuyển Focus đến một mục, thông tin giúp đỡ sẽ được hiện trên thanh trạng thái ở cuối màn hình. Lưu ý, khi khai báo các dấu báo chữ nổi trong hộp thoại này, bạn cần nhập mã ASCII chữ nổi. Hãy xem thêm danh sách mã ASCII chữ nổi trên trang web của SoundMy để biết thêm thông tin. Trong phần tùy chọn chung, tại mục ngôn ngữ giao diện, bạn có thể chọn ngôn ngữ hiển thị trên các menu và hộp thoại của chương trình. Ở mục định dạng ngày, giả sử muốn hiển thị ngày là 18 tháng 6 2018, tôi nhập day, trên month, trên year, trong đó d dùng để chỉ ngày, m chỉ tháng, y dài chỉ năm. Cờ giấy sẽ được xác định bằng số ký tự trên một dòng, ký hiệu là KT trên D, và số dòng trên một trang, ký hiệu là D trên TR, theo cờ giấy của máy in chữ nổi. Trong danh sách lựa chọn kiểu 6 phím, chọn tắt để nhập liệu kiểu bình thường. Sử dụng bằng phím WORDY, chọn FDS-GKL hoặc VCXM để nhập các chấm nổi theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6 tương ứng. Xin lưu ý, kiểu gõ 6 phím chỉ hoạt động ở cửa sổ tài liệu chữ nổi. Tiếp đến, bạn có thể chọn hoặc bỏ chọn dấu check để in tiêu đề trang trên trang lẻ hoặc trang chẵn. Chọn bỏ qua, ngắt trang để không xử lý dấu ngắt trang và dịch tiếp nội dung trên cùng trang chữ nổi. Hoặc in thêm số trang ở tài liệu in vào trước số trang tài liệu chữ nổi ở phần dịch mục lục. Ở ô gạch nối là dấu báo từ còn tiếp. Nếu để trống ô này, SMB sẽ xuống dòng và ghi một từ trọn vẹn nếu dòng trên không đủ ô ghi. Nếu khai báo, SMB ghi tiếp phần còn lại của từ trên dòng mới và đặt dấu báo. Theo chuẩn UEB, dấu báo này là .5, có mã ASCII là dấu ngoặc kép. Hiện SMB hỗ trợ dịch hai kiểu bảng, một là dạng danh sách và hai là dạng dòng và cột. Kiểu dòng và cột sẽ được dịch và phân bố giống với chia cột và dòng của bảng bên tài liệu in. Ở mục lề trái phải trong phần kiểu bảng là số ô trống chừa cho lề trái và phải khi dịch bảng theo kiểu dòng và cột. Lề trên dưới là số dòng trống chừa cho lề trên và dưới khi dịch bảng theo kiểu dòng và cột. Ở ô ký hiệu phân cách dòng, nếu bạn điền một mã ASCII chữ nổi, SMB sẽ thêm một dòng báo phân cách giữa các dòng trong bảng khi dịch theo kiểu dòng và cột. Nếu để trống, sẽ không thêm dòng báo phân cách. Tương tự, ở ô ký hiệu phân cách cột, nếu ghi mã ASCII chữ nổi, SMB sẽ thêm ký hiệu báo phân cách giữa các cột trong bảng khi dịch theo kiểu dòng và cột. Mặc định cho hai ký hiệu này là .25 và .123456. Nếu đánh dấu chọn ô chuyển bảng thành dòng, SMB sẽ chuyển dịch bảng sang kiểu danh sách với chuỗi 3.5 dùng để phân cách cột. Và các tùy chọn của bảng thiết lập trước đó không có hiệu lực. Bỏ chọn để dịch bảng theo kiểu dòng và cột với những tùy chọn bảng trước đó. Về phần kiểu phông, hiện SMB hỗ trợ nhận dạng và chuyển dịch 3 thuộc tính phông là in đậm, in nghiêng và gạch dưới. Theo quy tắc dịch của UEB, sẽ gồm 3 dạng báo cho một thuộc tính phông là báo ký tự, từ và cụm từ. Dấu báo sẽ được đặt ngay trước nội dung có thuộc tính phông. Riêng đối với đoạn sẽ có thêm dấu báo kết thúc. Khi nội dung gồm 3 từ trở lên sẽ được coi là cụm từ. Ở mục danh sách kiểu phông, ta dùng mũi tên lên hoặc xuống, chọn kiểu thuộc tính phông muốn tùy chỉnh. Ở mục hiện ẩn ký hiệu, gồm 3 chế độ, chỉ văn bản thường, thường và tiêu đề, và tắt.
chọn chỉ văn bản thường để báo khi nội dung với kiểu chữ bình thường có thuộc tính phông. Chọn thường và tiêu đề sẽ báo cho cả văn bản với kiểu chữ thường và tiêu đề có thuộc tính phông. Chọn tắt để không nhận dạng chuyển dịch thuộc tính phông. Ở ô ký tự là ký hiệu báo thuộc tính cho ký tự, viết bằng mã ASCII chữ nổi. Tương tự, ô từ là ký hiệu báo thuộc tính cho từ, cũng viết bằng mã ASCII. Ở ô cụm là ký hiệu báo bắt đầu bằng cụm từ có thuộc tính phông. Và ô ký hiệu kết thúc là dấu báo kết thúc cụm từ có thuộc tính phông. Đến phần kiểu chữ còn được gọi là kiểu dáng, style, được dùng để sắp xếp bố cục và trình bày văn bản. Một số kiểu chữ thường dùng như tiêu đề, heading, danh sách đánh dấu hoặc thứ tự, tựa đề và bình thường. Bạn có thể xem phần soạn thảo để biết thêm thông tin về các kiểu dáng có sẵn trong SMB. SMB sẽ dựa trên cách thiết lập ở đây để chuyển dịch nội dung có kiểu chữ tương ứng sang chữ nổi. Ta có thể chọn kiểu chữ ở danh sách, nhấn tab chuyển qua các tự chọn chuyển dịch cho kiểu đó, như chừa lề trái, thục lề, dòng trên, dòng dưới, ký hiệu bắt đầu hoặc kết thúc, tùy chỉnh như ý muốn và nhấn nút lưu. Cụ thể, với tên của kiểu dáng, nếu muốn thay đổi, bạn có thể sửa trong phần quản lý kiểu dáng trên menu định dạng khi ở tài liệu in. Tuy nhiên, bạn không nên thay đổi tên của những kiểu dáng có sẵn, vì điều này có thể khiến SMB không nhận dạng và chuyển dịch đúng. Ở ô chừa lề trái là số ô trống cho lề trái của văn bản có kiểu chữ được chọn. Ô thục lề là số ô trống thục vào trên dòng đầu của văn bản. Giá trị này được tính dựa trên giá trị khai báo trong ô chừa lề trái và chấp nhận giá trị âm. Ví dụ, nếu muốn dòng đầu thục vào 6 ô và những dòng còn lại trong đoạn có cùng kiểu chữ thục vào 2 ô, ở ô chừa lề trái sẽ có giá trị là 2 và ô thục lề này có giá trị là 4. Dòng trên và dòng dưới là số dòng trắng được chèn vào ngay trước hoặc sau nội dung có kiểu chữ đang chọn. Ký hiệu bắt đầu và ký hiệu kết thúc là dấu báo bắt đầu hoặc kết thúc nội dung có kiểu chữ đang chọn. Tiếp theo là các nút lưu và xóa kiểu đang chọn. Đến phần kiểu ngôn ngữ, SMB được đóng gói hỗ trợ bản dịch chữ nổi cho hơn 60 ngôn ngữ khác nhau. Các bản dịch cho tiếng Việt, tiếng Khmer và tiếng Burmese là do Sao Mai xây dựng. Những bản dịch khác do cộng đồng Libri xây dựng. Mỗi ngôn ngữ có thể có nhiều kiểu cấp độ viết khác nhau, như chữ tắt, constructed, và chữ đủ unconstructed. Việc quản lý bản dịch của SMB được chia thành hai loại bản dịch. Một là bản dịch chính, mặc định. Bản chính được sử dụng mặc định khi thực hiện lệnh dịch mà không có định dạng kiểu dịch. Và hai là bản dịch Braille thêm vào và được quản lý bởi kiểu ngôn ngữ. Các bản này nằm ở một ngôn ngữ, thường gồm các kiểu viết đủ hay viết tắt, có thể được chọn và chỉ định dịch cho một phần hay toàn bộ nội dung văn bản. Các bản trong danh sách này sẽ được tìm thấy trên menu công cụ, bản dịch. Tại mục bản Braille chính, bạn sẽ tìm thấy đường dẫn đến tập tin bản dịch mặc định cho SMB. Tại đây, bản dịch mặc định của tôi là tiếng Anh viết đủ có tên là NUEB-G2.CTB. Để thay đổi bản dịch mặc định, bấm nút chọn bản, có hình dấu 3 chấm bên cạnh. Chọn tên ngôn ngữ trong danh sách. Ví dụ, tôi nhấn chữ V để tìm và chọn tiếng Việt. Tiếp tục chọn loại bản dịch như chữ đủ hay chữ tắt, unconstructed hoặc constructed. Sau đó nhấn đồng ý. Trong danh sách kiểu ngôn ngữ, có thể nhấp chuột trực tiếp hoặc dùng mũi tên lên hoặc xuống, chọn kiểu ngôn ngữ muốn tùy chỉnh. Sau đó bạn có thể thay đổi tên. Đường dẫn đến tập tin bản dịch cũng thực hiện tương tự như thay đổi bản dịch chính. Ký hiệu bắt đầu hay kết thúc dùng để đặt dấu báo bắt đầu hoặc kết thúc phần nội dung được áp dụng kiểu bản dịch ngôn ngữ này. Và màu sắc dùng để đánh dấu định dạng kiểu ngôn ngữ. Việc hiện màu chỉ có tác dụng giúp người dùng dễ dàng phân biệt các định dạng. Sau khi tùy chỉnh,
bấm nút lưu để lưu lại các thay đổi cho kiểu ngôn ngữ hiện tại. Bạn cũng có thể thêm nhiều kiểu ngôn ngữ mới bằng cách nhấn nút thêm. Đặt tên, rồi tùy chỉnh các thông số khác và bấm nút lưu. Nút xóa, dùng để xóa kiểu ngôn ngữ đang chọn khỏi danh sách. Sau khi hoàn tất việc tùy chỉnh trên toàn bộ hộp thoại tùy chỉnh, chọn nút đồng ý để lưu lại hoặc nút hủy để không lưu. Mọi thắc mắc, trao đổi kinh nghiệm về công nghệ xin hãy gửi email về cho chúng tôi tại địa chỉ tech@soundmysender.org hoặc tham gia nhóm SoundmyTech Support trên Facebook. Đừng quên subscribe, like và follow SoundmyCenter for the Blind trên các trang mạng xã hội để cập nhật những thông tin mới về công nghệ trợ giúp và chia sẻ cho những ai quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại!